điệu luộc đâu mấy mâm 60-70 kg, 70-80 kg gì đó, thì số lượng của mỗi người mỗi ngày đùng phát mỗi ngày nay gì ba cũng tiên lượng, là ví dụ như 70-80 kg đi, ông nào đó mà hở ra mua hơi là mấy chục ký, ví dụ như vậy đi, thì là làm thất vọng cho bao nhiêu người, người ta không có cua. Còn mình ăn cái kiểu gì mà mua mấy chục ký đây cho bao nhiêu người khác, người ta không có cua về. Gần 12 giờ là các bạn, cua của dì ba chuẩn bị đem ra, là các bạn thấy thực khách nè, thực khách họ đợi, họ đợi khoảng 1 tiếng rồi đó các bạn. Đây để mình quay cho các bạn xem nha. Có cả xe hơi nữa đó các bạn. Đây cua của dì ba đã tới rồi nghe mọi người. Hôm nay là cua rất là đẹp nha mọi người. Cái chị này ở bên các lái các bạn. Chị đợi hơi lâu nhưng mà bây giờ đã hết cua rồi. Chị sợ hết tiêu hả? Muốn ủng hộ dì ba đó. Thấy dì ba lớn tuổi rồi. Nói chung là thấy dì ba thì là dễ thương. Cua thì ở đâu cũng có bán, nhưng mà phải nằm ở đây. Xa xôi qua đây là chủ yếu là ủng hộ dì ba. Có gì vậy? Ăn vô cho có gì. Đây là các bạn, là hai người là phải chia là một phần, một phần cua, tại vì cái chị này chị bị dê chết thôi, hai con thôi chứ không có gì nhiều. Không, làm ăn có chất lượng, làm ăn có uy tín, thì sẵn đây nhiều người khác trong ngành hay là những người buôn bán mình Việt Nam mình cũng nên suy nghĩ lại một chút, là mình làm sao để cho cái người tiêu dùng người ta có niềm tin. Thật sự chị ba đang làm một cái điều rất là tốt, là gây được cái niềm tin cho mọi người, phải không? Là vừa kinh nghiệm nghề nghiệp và bán cua không có dây luộc rồi, giá cả nếu tính ra là không mắc. Tôi đi ra chợ tôi mua một ký khoảng 500.000 cua gạch con dây bưng chà bá là mất đi con tích 20% rồi, giờ luộc ra rồi mất nước nữa, phải không? Trong khi dì ba bán có 600 thậm nhiêu tôi không biết, tôi quên rồi, thì không có mắc. Mà vấn đề mắc rẻ là một phần, mà cái tâm lý của mình khi mình ăn một cái món hàng mà mình thấy không thấy bị gạt là mình thấy vui rồi. Còn mình ăn vừa ăn mà vừa thấy bị gạt, mình thấy không có thoải mái, phải không? Thì tại sao mình sống mà cái xã hội mà mình phải đề phòng, lúc nào cũng đề phòng hết như vậy? Thì dì ba đang làm một cái phát súng đầu tiên cho cái vấn đề là làm ăn đàng hoàng, có uy tín. Theo tôi là vậy. Thì nếu mà có cái gì đó thì mọi người góp ý theo cái tiếp cận của tôi nhìn là như vậy, thì mấy em biết có đồng ý như vậy không? Đây các bạn, bán khoảng chừng 15 phút thì hai cái xô cua đã hết các bạn. Giờ bây giờ các thực khách đang đợi dì ba để đem cua ra tiếp nha các bạn. Đây cua dì ba tới nè các bạn ơi. Trong khi... đây các bạn, rồi vô đó đi, vô đây đi, từ từ đi, xuống từ từ có gì đâu. Rồi, đây chị.
chi 29. 19 đúng rồi. Nè, ba con. Ba con thiệt chị ba ơi. Rồi 16 đâu? Rồi đợi tí khoảng 19 xong mới đạt. Ba con thiệt. Rồi anh ơi số 16 đâu anh ơi? Số 16 lấy gì 16? Một con gạch hai con thịt. Rồi, rồi. Một con gạch hai con thịt. Một 6 3 9. Đây nè, đây nè. 20 bài à. Rồi, thế này lấy gì anh? Ba gạch ba thịt đó. Rồi. Chị ba ba con ba con gạch ba con thịt. Nè coi tiền là tôi coi đủ chưa? Ba con gạch ba con thịt. Bỏ lựa. Cho con ba con gạch tiền. 658. Bỏ cái tiền vô đó cho chạy dần đi con ơi. Rồi, phiếu trong này rồi. Cô Thiết, phiếu bỏ đây. Anh này là ở Bình Phước vô đây là 3 ngày á nha các bạn, mới mua được cua hôm nay á. Anh cho em hỏi là hôm nay là mình mua được mấy ký cua anh? Mua 3 ký anh. 3 ký anh ở Bình Phước. Bình Phước. Vô đây là 3 ngày rồi. 3 ngày. Rồi cái cảm giác là như hôm nay là ngày thứ 3 là mua được cua là mua như thế nào? Thì thấy ủng hộ cho ba đường thấy vui. Dạ, vui. Tại vì á, dĩ nhiên xã hội nó có nhiều người giàu nghèo, nó phải là tôi không có tiền, nhưng mà ngược lại khi mình ra đây một chỗ mình thấy đông người quá như vậy là mình biết cái số lượng cua đó là nó không có đủ, phải không? Dì ba cũng là một người buôn quán nhỏ thôi chứ không phải là dựa hay là không phải là có số lượng dồi dào. Dì luộc ở nhà tặng tiệu luộc đâu mấy mâm 60-70 ký gì đó, thì số lượng có mỗi người mỗi ngày đùng phát mỗi ngày nay dì ba cũng tiên lượng là ví dụ như 70-80 ký đi, ông nào đó mà hỏi ra mua hơi là mấy chục ký, ví dụ như vậy đi, thì là làm thất vọng cho bao nhiêu người ta không có cua. Thì cái điều đó là cái điều không nên. Mình có tiền đó không phải là cái cua mà phải có cua mấy được, mà không phải là không phải một chỗ này bán cua nhiều chỗ bán cua khác. Tôi nói thí dụ như mình có tiền đi là mình phải có đầu óc, mà tại sao không đây lại thẳng cái dựa cua như chỗ vừa ba đang mua là dựa cua Út Kiệt đó, nhắc một điện thoại lên tôi muốn 100 ký cung cấp nó luộc nó ra giao tận nơi luôn, ăn vậy là không ai trách mình hết. Còn mình ăn cái kiểu gì mà mua mấy chục ký đây cho bao nhiêu người khác, người ta không có cua về. Như nãy tôi phải trang sẻ cho cái cô kia hai con, thấy không, để cho cổ thấy cái số cái cổ tới 20 mấy, mà ông nào lấy mua quá nhiều thành ra là cô nghĩ thôi chờ nữa cứ không có cua cổ đi về sớm, tội nghiệp người ta, thấy không. Thành ra là mình cũng nên điều hành lại là phát phiếu số lượng mình định ra đi, mình là ban tổ chức ngày mình bán được ví dụ như là bao nhiêu ký đó, mình tính ra bao nhiêu số, trung bình một người mua là 2 ký hay là 3 ký, mình dâng lên số phiếu là mình phát hết rồi thông báo hết người ta đi về, người ta không phải chờ. Còn những người có số người ta chờ mà người ta không biết người ta có được còn cua để người ta mua hay không, mình làm như vậy là ác, phải không? Cái tâm mình vậy là không tốt, mình thiếu cái tổ chức. Thành ra là mình phải tổ chức lại làm sao để cho nó tốt hơn, phải không, cho nó văn minh hơn một chút xíu. Và nhất là vấn đề hiện nay cua mình đang có số lượng có hạn đó, thì nên hạn chế cái vấn đề bán cua nhiều. Còn nếu bán mình đặt hàng muốn mua cua nhiều thì đặt hàng giao chỗ khác, đừng để làm hoang mang những người mà cái tình cảm của người ta tới đây, người ta bỏ thời gian công sức tới đây rồi người ta thấy người ta hồi hộp nhìn cái hàng quá trời là đông luôn, phải không, là người ta thấy thất vọng là không biết cua người ta có thể còn mua được không.
mua một cái cua này tôi phải mất tới mấy tiếng đồng hồ mà tôi đã một lần đi hết số rồi, lần này là lần đầu tiên tôi mua được cua, phải không? Còn bao nhiêu người ta đang thất vọng nữa, đa số là người ta tò mò, đa số là người ta cũng muốn ủng hộ, mà tới như vậy thì người làm người ta thất vọng. Mình làm sao mình duy trì được cái sự mua bán này cho nó hài hòa mà nó kéo dài được hơn, chứ hầu như là những người khách mới không, mà nếu nói như vậy thì dần thì người ta cũng sẽ đi, hay là cái phong trào này mà không có tổ chức đàng hoàng lại thì cái phong trào này nó có thể nó bị sạt, thấy không? Thì tôi đề nghị là mình nên rút kinh nghiệm một cái gì đó để mình tổ chức lại cho nó tốt hơn. Số bao nhiêu? Hai số phan số 24 đây anh. Không sao bán trước cái đạo này không phải được đấy. Đấy hai con gặp đi. Hai con gặp gì ba? Còn số không anh? Rồi đời đã bán anh luôn á. Đợi anh tiếp. Rồi. Rồi con này. Rồi hai con gặp. Rồi gì lấy gì nè? Chờ chút. Rồi thì còn luôn. Chạy số cho em đi. Hai con gặp xong rồi đến hai thì. Gạch luôn, ok rồi. Trời ơi, cốm mà giờ mới đem ra trời. Sao mà cốm mà giờ mới đem ra vậy trời? Để qua góc xa đi. 525 đi chị ơi. Để hết luôn đi 1 triệu. 1 triệu. Ơi. 525 rồi chị không ra thôi. Anh ơi, 525. Là sao? Đưa đây em chạy cho con dao bên này. Cho con cái chén đựng canh luôn đi. Đưa đây nè. Để 2 tiếng mới mua được con cua nè chị. Giờ ăn luôn tại chỗ. 2 tiếng. 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 Có chú này luôn. Dạ, một con 253. Rồi con. Lái xe. Con ngon ghê kìa. Con ngon ngon ghê đấy. Cua ai mình ngon dữ không?